i i i g lu l u lu. Chúng ta có âm u và chúng ta có dấu hai chấm thì có nghĩa là gì? Người ta bảo đây là âm u dài, đúng không con? Thì con phải phát âm là gì? Igloo, 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 glue. Chúng ta cũng đi phải hạ giọng xuống và cái âm i. Igloo, chúng ta đọc nhấn mạnh cho cô một chút bởi vì trọng âm nó rơi vào âm tiết thứ nhất là i. I, i, igloo.